Có một chú chó đã dũng cảm như thế này. Tại một trang trại chăn nuôi ở nước ngoài đã diễn ra cuộc tấn công của bầy sói. Khi chứng kiến tình hình, chú chó tên Casper đã đứng ra để bảo vệ chủ nhân và đàn cừu. Một mình đối đầu với 11 con sói hoang dã, chiến đấu hơn nửa giờ và cuối cùng đã hạ gục 8 con sói. 3 con còn lại đã bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ, sau đó Casper đã biến mất. Ông John, chủ trang trại, đã tìm kiếm suốt 2 ngày nhưng không tìm thấy nó. Ông nghĩ rằng nó đã ra đi mãi mãi, nhưng không ngờ 2 ngày sau, Casper đã tự mình trở lại. Thì ra nó đã trốn trong chuồng gà. Tuy nhiên vết thương rất nặng, toàn bộ cơ thể chảy máu và da bị rách nhiều nơi, phần đuôi thậm chí còn bị cắt mất một phần. Lập tức ông chủ đã đưa nó đến viện để cứu chữa. Quá trình kéo dài đến 12 ngày mới có thể cứu được Casper, và khi đó nó chỉ mới 8 tháng tuổi, vừa dũng cảm mà cũng rất thông minh. Khi biết tìm cách giấu mùi hương của mình bằng cách lẫn trốn trong chuồng gà để tránh việc bầy sói quay trở lại để trả thù.